rất là dễ thương cái không gian này, âm nhạc nè, rồi cái sự tươi tắn mong manh của Thảo Trang, nó rất là phù hợp cho tiết mục này. Cái phần mà lên tông hai lần đó, đó thì nó khó ha, nhưng nó là cái thử thách, nhưng mà đúng tinh thần của Chơi Sinh Một Cặp mà. Vì chính em, cô gái ngày hôm qua. Vì là mình sẽ kết hợp với nhau, rồi người đội trưởng anh Hồ Trung Dũng sẽ tìm ra được những gọi là những cái khoảng mà chúng ta sẽ cùng khai phá với nhau, thì đây sẽ là một tiết mục rất là dễ thương, mang những cái cảm xúc dễ chịu đến với khán giả. Thì về khía cạnh này thì em thấy đây là một tiết mục tròn trịa. Dạ, cảm ơn chị Ái Phương rất nhiều. Còn về mặt âm nhạc thì không biết là anh Nguyễn Hải Phong có chia sẻ, có góp ý gì cho cặp đôi này không ạ? Anh thấy là các bạn được cái sự phần nhìn lung linh và nó có cái ký ức của phim, nhưng mà về cái chiều sâu của một cái thử thách là hát nhạc phim thì nó chưa thuyết phục được anh. Ở đây có thể nói là cách lựa chọn bài khá là khó. Anh không nghĩ là một tiết mục xuất sắc, nhưng mà cũng là một tiết mục khác biệt trong chương trình. Cảm ơn những chia sẻ, những ý kiến của những vị giám khảo của chúng ta.